Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Trong những ngày gần đây mình đã phải làm việc liên tục các bạn ạ, bởi vì những thông tin cập nhật mà Supercell tung ra là quá liên tiếp luôn. Ngày tối hôm qua là thông tin về công trình phòng thủ defense mới, đấy chính là Scattershot. Nhưng tuy nhiên thì ngay lập tức sau đấy chỉ có vài tiếng thôi đã tung lên tiếp một hé lộ về một đơn vị lính mới với một câu hỏi rất là gợi ý rất là tò mò. Hey, bạn đang đi đâu đấy? Hãy trở lại đây. Và đấy là một nhân vật lính mới sẽ xuất hiện ở trong Tahoe 13. Và ngay lập tức hình ảnh này đã được các thánh soi chụp lại và ghi lại ở trên cộng đồng Reddit các bạn ạ. Và các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh Akari Gaming để cập nhật những thông tin mới nhất về đơn vị lính này là gì. Và chúng ta sẽ cùng giải mã ở trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Bắt đầu thôi nào. Đây là hình ảnh về Zeti, đơn vị lính mới ở trong nhà chính cấp độ 13, mà đã được các thánh soi ở trên cộng đồng Reddit Clash of Clans chia sẻ. Vậy thì hình ảnh thông tin mô tả về cái đơn vị lính này sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp nào. Thông số của Zeti cấp 2 như sau. Về đam sát thương mỗi giây là 250, lượng máu hit point là 3200. Chi phí để tạo được đơn vị lính này là 21.000 dầu tiên dược. Và đơn vị unit của nó lúc tóe ra là 9 đơn vị. Thời gian tạo lính này là 12 phút các bạn nha. Và nó bật tất công bất kể cái đơn vị lính nào. Và đặc biệt là target của nó mục tiêu là ở mặt đất. Và nó chỉ tấn công là đơn mục tiêu thôi. Và nó chiếm tới 18 slot ở trong nhà của các bạn, với tốc độ di chuyển là 12. Còn về cái mô tả chi tiết mà cái dòng cuối cùng, đấy chính về cái đơn vị lính này. Con thú này được bao phủ trong bộ lông với một bàn tay nặng nề, yêu thích nhiệt độ lạnh, và mini Zeti của anh ta sẽ nổi giận nếu anh trai, người anh lớn của nó đang bị tấn công. Và như vậy thì các bạn có thể đặt một câu hỏi là điều này khá là phù hợp đúng không? Bởi vì ở trong hình ảnh mà Supercell hé lộ thì chúng ta chỉ thấy được nhân vật bé bỏng là Hồng Hồng thôi. Nhưng tuy nhiên người anh trai của nó với Big Boy ở bên sau, thân hình rất là khổng lồ như là người tuyết, rồi là đeo mặt nạ trắng này có sừng, thì là đeo nó ở trên vai cơ. Và như vậy thì với cái tựa đề mà hey, bạn đang đi đâu vậy? Hãy trở lại đây, có nghĩa là người anh trai lớn của nó đang gọi cái đơn vị tiểu mini Zeti này về đấy các bạn ạ. Và thực sự đây rất là thuyết phục rồi phải không? Để làm tăng thêm cái sự chắc chắn cho việc hé lộ này nó sẽ diễn ra cho đơn vị lính là Zeti này, thì ở trên Reddit cũng lòi ngay luôn một cái bài post về cái hình ảnh ở trong trại lính này. Và các bạn có thể thấy được lính sự kiện Iwizas ở góc trái bên dưới màn hình, ở ngay bên dưới pháp sư của chúng ta. Và cái đơn vị lính Iwizas này thì nó đã xuất hiện trong đoạn video giới thiệu về Tahun 13 mà đã được Supercell ra mắt trước đây vài hôm rồi. Các bạn đã theo dõi thì hãy xem lại trên kênh của mình để thấy được việc sắp. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy được hình mờ mờ với cái mặt nạ mặt chó màu trắng trắng kia đang ẩn mờ kia, là ở chỗ bên cạnh Miner, là cái ô mở lính Zeti này các bạn nhé. Điều này nó khẳng định rất là chắc chắn hơn nữa và tăng thêm sự thuyết phục. Và khi cái đơn vị lính Zeti con tiểu Zeti đấy đã xuất hiện ở trên trang Supercell do Clash of Clans tung ra nữa, thì lại càng khẳng định thêm cái vị trí chắc chắn cho cái đơn vị lính sẽ có trong update Tahoe 13 này các bạn nha. Vậy thì trại lính nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ xem tiếp cái hình ảnh tiếp theo về trại lính và để nâng cấp lên cái đơn vị lính này các bạn nhá. Và lúc này thì trên cộng đồng Clash of Clans Việt Nam thì có bạn Thế Hiển đã đăng ngay cái ảnh mà về cái đơn vị lính mới Zeti này và cái hình ảnh nhà Barrack các bạn nha, trại lính ở số 14. Thì chúng ta có thể thấy là nâng hết 9 ngày và tiêu tốn ở đây là, để xem nào, tôi thấy tiêu tốn bao nhiêu tiền cả, à nhưng hình như là 5 triệu để nâng lên nhà 14 này các bạn nhé. Đó, và cái trại lính ở 14 nó khá là khác biệt rồi, và khác biệt hoàn toàn thì có thêm cả đóng băng các kiểu nữa rồi, nó khác với trại lính cấp 13 mà ở Tahoe 12 Max đang sử dụng các bạn nhé. Và cái lượng máu nó cũng tăng lên là 980 cộng thêm 70 nữa rồi. Đó, cái trại lính là như vậy các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là những cái chỉ số hoặc là những thông số nâng lên hay là đơn vị lính thì nó sẽ còn thay đổi nữa cho đến khi ra mắt bản cập nhật chính thức của Supercell tung ra các bạn nha. Tuy nhiên có một điều nữa mà mình muốn cho các bạn biết ở trong video ngày hôm nay, đó chính là về cái hình ảnh hé lộ của tướng thứ tư.
Mà bên trong cái hình ảnh đó, nó gợi ra cho chúng ta biết được một cái nâng cấp nữa, đó chính là 45 slot ở trong hội thành, thay vì 40 ở Marktown 12 như chúng ta đã sử dụng. Và bài post này cũng đã có luôn ở trên Reddit cho các bạn thoải mái xem xét và tham khảo lại. Và nó ghi rất rõ là 45 space các bạn ạ. Như vậy là bởi vì có thêm công trình phòng thủ mới này, có thêm tướng mới này, có thêm lính mới này, nên bắt buộc trong hội thành thì phải có thêm thôi, phải nâng lên để mà cân bằng lại với game thôi. Và các bạn nghĩ sao về những cái cập nhật mới ở Town 13 này? Còn với bản thân mình thì chơi hơn 6 năm rồi thì chắc chắn là sẽ phải rất lâu nữa mới mắc được Town 13 các bạn, bởi vì một đống công trình luôn. Chưa kể là còn hai cấp độ cho level Canon hay Wizard mà video trưa nay mình mới ra cho các bạn xem luôn đấy. Và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh Arcady Gaming, ấn hình chiếc chuông để đặc biệt nhận được những thông tin nhanh nhất, nóng hổi nhất của Clash of Clans về update Town 13 các bạn nha. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với trận thi đấu 3 sao của anh em Hà Nam nha. Chúng ta cùng đến với một trận thi đấu là sử dụng combo là Super Queen Bowler. Vâng, nói chung là kết hợp khá là nhiều lính đến từ bạn anh yêu là cưới của Clans Hà Nam. Và có một pha đi Queen từ góc 5 giờ, và khu vực này Tesla là dựng đứng hết cả lên rồi anh em ơi. Tòe tất tòe loe rồi. Có bình quân nộ luôn để hỗ trợ cho Queen trong tình huống này thôi, bởi vì rất nhiều công trình phòng thủ đang tấn công nó. Và hy vọng là một pha đi Queen tốt. Chắc chắn trận này là đánh cho Tony Stark người sắp toang luôn anh em nhé. Vâng, khả năng bên đội bạn rất mê những tựa phim của Marvel rồi. Như vậy lính hội thành Lava cũng đã tiếp cận ở trong trận thi đấu này. Vâng, có tính chất câu giờ thôi. Vâng, câu giờ trong những trận đi Super Queen. À, cái mẫu bay này là một mẫu bay mà mình đã làm cho các bạn về bay cúp rồi này. Mẫu bay chống 3 sao đây. Nhưng mà gặp phải yêu là cưới chắc là đã thuộc mấy cái mẫu bay bay cúp rồi. Xử lý rất là gọn nhẹ. Vâng, một balloon đã đi được, dò được thêm bom đen khá là tốt rồi. Queen có một tình huống đi ngược lên ở góc 3 giờ các bạn ạ. Và phía trên này thì đã có Ice Golem, PK, xe bò. Bowler cũng đã tiếp cận để ủi tường rồi. Và đánh toang từ hướng 3 giờ đi về anh em ơi. Ôi giời, Ice Golem chết là quá tịch hợp lý trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên là hồi máu đã gặp được một đống bom bay cả đen cả đỏ rồi. Bịt đóng băng cây nôi nhiều tia lại. Úi giời, đại quân đã nhảy vào được khu vực phía trong, đóng băng khu vực nhà chính với cả là mỏ chim. Chưa kể là còn gồng luôn cả đại quân giáo trong tình huống này là cực kỳ kịp thời. Thêm một bình nhảy cho đại quân, nó nhảy sang bên kia để cắt với cái đoàn quân mà có kinh đang dẫn đầu bên kia nữa. Vâng, một pha đánh nhà này là quá kinh nghiệm rồi anh em ạ. Vâng, kinh, thôi, kinh đã gồng rồi nhưng không sao. Bowler với cả là Ice Golem đã tiếp cận trong tình huống này rồi. Toàn, như vậy là vẫn đã có thêm phá tường vào đây. Vâng, để tiêu diệt cái Anyfan. Úi giời. Mở cho đại quân sang vét cho nó nhanh hơn. Vâng, gông Queen trong thời điểm đến cuối trận thi đấu luôn các bạn. Rất là hoành tráng luôn. Ném đá còn cực kỳ nhiều, chưa kể là PK với cả Ice Golem nó vẫn còn sống cơ. Úi giời, một trận đánh cực kỳ tốt. Vâng, Queen nó còn cố gắng bắn được Wizard một chút xíu máu nữa là oảng thôi. Quá đông, quá nguy hiểm, và một trận đánh là cực kỳ tốt đến từ ảnh yêu là cưới của Clash Hà Nam. Đấy, mình vẫn luôn cập nhật những trận thi đấu hay của các anh em chơi đến từ Clan Hà Nam hay là Clan VTG. Mình vẫn ở trong đây. Xin chúc mừng anh trận clear top 9 vừa rồi. Và như vậy trong video ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn thông tin về hé lộ đơn vị lính thứ tư lính mới ở trong Clash of Clans là Yeti, cũng như là những thông số về đơn vị lính này các bạn ạ. Và những hình ảnh này nó được hé lộ trên mạng xã hội Reddit của Clash of Clans, nên là mình đã để link cho các bạn thoải mái vào đấy xem luôn. Và các bạn hãy chắc chắn rằng mình đã bấm đăng ký kênh Arcady Gaming, ấn hình chiếc chuông để cập nhật được những thông tin mới nhất về trò chơi Clash of Clans các bạn nha. Sắp tới còn rất nhiều video và thông tin nữa cơ. Mình đi đây, bye bye.